Xin chào, mình là Két đây. Thì hôm nay mình quay cái video này để cho các bạn biết được là quà tặng khi các bạn mua hàng nhé. Đầu tiên, cái mình không phải là Army đâu nha, nên mình không phải là Army, nhưng mà mình tặng những cái này cho các bạn, tại vì bạn mình tặng mình rất là nhiều luôn. Phải nói là cực kỳ nhiều luôn ấy, nên mình quyết định tặng lại cho các bạn nhé. Và đơn hàng trên 60.000 sẽ được tặng một trong những cái bức ảnh như thế này. À đúng rồi, và các bạn nhớ subscribe và follow Instagram của Jingle Tsunami nha các bạn. À, mình đã mở shop Slam rồi đấy, và mình cũng đã đăng lên restock rồi. Và đã có một mẫu Slam bye bye các bạn. Một mẫu Slam sold out rồi. Các bạn nhớ nha. Tiếp theo là những cái móc khóa hoặc là xin cho đơn hàng nào trên 100.000. À mà đúng rồi, là mình sẽ để cái link Instagram và YouTube của Jingle Slammy ở bên dưới nhé. Tiếp theo là bánh. Bánh này thì đơn hàng trên 200.000 sẽ được tặng cái bánh sữa chua. Đơn hàng trên 300.000 sẽ được tặng ngẫu nhiên một trong ba cái bánh này. Đơn hàng trên 400.000 sẽ được tặng ngẫu nhiên một trong hai cái bánh này nhé. Ý từ từ. Đơn hàng trên 500.000 chứ. Đơn hàng trên 500.000, mình xin lỗi. Đơn hàng trên 500.000 nha. Và đơn hàng trên 600.000 sẽ được tặng một trong hai cái bánh này nha. Rồi, đó tất cả những quà gì mà mình tặng cho các bạn khi các bạn mua hàng bên các cái store và giống như bên Chicken Slammy vậy đó. Và mình sẽ để YouTube và Instagram của Jingle Slammy bên dưới. Các bạn có thể mua hàng qua Instagram hoặc là qua những cái Zalo điện thoại của các store nhé. Tạm biệt. Bye bye.